mọi người, mình là Raymond Phạm, chuyên viên bất động sản ở Adelaide, Nam Úc. Thì hiện Raymond đang trên đường đi làm cái entry inspection cho một cái căn hộ ở trên city. Thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về thông tin về cái entry inspection cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà đang cho thuê nhà hay đang quyết định cho thuê nhà quay trên đó. Thì các bạn lưu ý cho mình nha, cái entry inspection nó rất là quan trọng. Cho nên khi mà các bạn có nhà cho thuê thì các bạn nên đảm bảo chắc chắn, make sure 100% là cái người agent quản lý nhà của mình đó, là người ta sẽ làm cái entry inspection cho cái căn nhà trước khi cái người thuê người ta dọn vô để người ta ở. Thì thật sự nó rất là đơn giản thôi, ai cũng nghĩ là cái vấn đề này agent nào cũng phải biết và chắc chắn cũng phải làm. Nhưng mà hiện á, mình đang giải quyết cái trường hợp giống như vậy. Tenant đã dọn ra rồi, căn nhà có vài chỗ hư hỏng cần phải được sửa, thì mình phải lấy cái tiền bon để sửa. Nhưng mà người ta Raymond đó, tenant đó, thì người ta nói là những cái chỗ hỏng hóc này không phải là người ta làm, tại vì khi ta dọn vô thì không có. Thì khi người ta dọn vô thì đã có rồi. Thì bây giờ tenant nói một đường, rồi người landlord, người chủ ta nói một đường, thì không có bằng chứng nào hết. Cho nên mình phải quay lại cái entry inspection để mình coi nó có đúng hay như vậy không. Thì cái trường hợp mà Raymond đang giải quyết đó, thì họ không có cái entry inspection đó. Cho nên bên CBS đã gửi email qua lại là cũng 2-3 tháng rồi, cung cấp đầy đủ hết những cái thông tin rồi. Tại vì Raymond lấy cái căn nhà đó để quản lý từ một cái agent khác, cho nên Raymond không có làm cái entry inspection. Nhưng mà khi mình quản lý, mình take over đó, thì mình đã làm cái inspection ngay lập tức luôn rồi đó. Nhưng mà nó không phải là cái entry inspection, cho nên CBS người ta không có đồng ý. Approaching red light camera and speed camera. Thank you. CBS người ta không có đồng ý, cho nên bây giờ đó người ta nói đó, CBS nói là phải đi ra tòa, người phải đưa lên cái xe cát để giải quyết cái trường hợp này. Thì mình cũng không biết là nó sẽ diễn biến như thế nào, cho nên chỉ muốn chia sẻ với các bạn là rất là quan trọng nha các bạn. Nên make sure là mình có cái entry inspection khi mà mình cho thuê nhà cho các bạn. Thì bây giờ Raymond sẽ quay cả cái quá trình làm cái open inspection, cái entry inspection cho các bạn ha. Ok các bạn, thì đây là căn hộ 2 phòng ngủ trên city. Thì Raymond biết là cái căn hộ này nó có 2 phòng, nó có phòng tắm, phòng giặt với lại toilet là chung với nhau, rồi phòng khách, có kitchen, rồi có ban công nữa. Thì Raymond sẽ đi, thường sẽ đi từ ngoài vô trong. Thì cái phần này đó, từ ngay cái cửa tới cái hành lang, thì Raymond sẽ bỏ vô cái phần general. Thì trước tiên mình sẽ chụp hình cái mặt trước của cái cửa, rồi mình chụp hình cái mặt sau này, giống như các bạn thấy, chụp hình ngay đây, rồi mình chụp hình cái tay cầm, để rồi xong mình sẽ chụp hình xung quanh 4 cái bức tường trước, 1 bức, 2 bức, 3 bức, rồi mình sẽ chụp ở trên trần nhà. Mình phải mở điện để biết là cái đèn, là mọi thứ nó đều hoạt động hết. Rồi xong mình sẽ chụp ở dưới cái thảm đó, rồi xong bắt đầu mình sẽ chụp mấy cái công tắc điện. Rồi rồi xong cái phần này thì mình sẽ đi, thường Raymond sẽ đi từ đầu vô trong. Thì sau đó cái phòng này, phòng đầu tiên sẽ là phòng tắm, giặt với lại toilet chung với nhau. Thì cũng vậy, mình sẽ mở đèn lên, rồi nói chung là sẽ chụp xung quanh hết luôn nha các bạn. Chụp hết mọi thứ trên trần, rồi dưới nền. Đặc biệt trong phòng tắm là Raymond sẽ chụp rất là kỹ những cái thiết bị ở đây, cái vòi nước, cũng như cái tình trạng. Tại vì thường khi mà tenant dọn ra thì chủ nhà, một là tenant chủ nhà sẽ cho cái professional, làm cái professional clean đó, sạch sẽ hết. Cho nên mình phải chụp mấy cái này trước khi tenant mới dọn vô. Rồi sau đó những cái appliance, giống như cái máy giặt đi,
mà tenant mà chủ nhà để lại cho tenant đó thì mình cũng phải chụp hết ở trong sạch sẽ, cũng như những cái khe để đồ như vậy nè, thì bên mình cũng sẽ mở ra chụp hình hết cho nó đầy đủ hết nha các bạn. Rồi nếu mà mình chụp cái đó là mình chụp sơ bộ xong đó rồi, mình nếu mà mình để ý thấy những cái nào mà nó có những vết xước hay vết chày gì đó thì mình cũng phải chụp lại, rồi mình khoanh ra, mình sẽ khoanh cái vùng màu đỏ để cho biết là cái nó có cái vết này nó đã xảy ra trước khi người thuê dọn vô. Rồi xong cái phòng này sẽ là cái phòng đầu tiên, rồi mình sẽ ví dụ cho các bạn nào, mình sẽ chụp hết xung quanh mấy cái bức tường trước, chụp cái cửa, rồi chụp ở dưới nền, rồi chụp ở trên trần nha các bạn, đầy đủ hết, bật đèn lên để chắc chắn là mấy cái đèn nó work hết. Rồi xong máy lạnh mình cũng phải mở lên để chắc chắn nó work. Rồi xong chụp sơ bộ hết xong rồi đó, bắt đầu mình sẽ chụp vô máy chính cho mấy cái phần giống như vậy nè, là mấy cái vết này nó đã có sẵn, mình chụp xong mình khoanh cái vùng đỏ để cho biết cái là cái dấu này nó đã ở đây sẵn trước khi người thuê ta dọn vô. Thì đó, thì nó rất là đơn giản thôi. Mình sẽ đi hết cái căn nhà từ ngoài vô trong, từng phòng như vậy. Đặc biệt là mấy cái dụng cụ điện này nè, mấy cái đồ cái switch mình phải chụp hết luôn, đặc biệt là máy lạnh phải mở lên cho chắc chắn là nó work, cũng như là những cái màn này, cái màn cửa này. Rồi mình sẽ chụp hình lúc mà nó kéo xuống, rồi xong mình sẽ mở lên là mình chụp một tấm hình để cho chắc chắn là những cái màn này nó không có bị hư nha các bạn, rất là quan trọng đó. Thì đặc biệt là trong phòng bếp, thường cái phòng bếp là Raymond sẽ đi cuối cùng, tại vì nó mình phải làm cho kỹ cái phần bếp, tại người ta sử dụng nhiều đó các bạn, cho nên mình phải chụp hết mọi thứ, mấy cái tủ này nè phải mở ra chụp hết luôn. Rồi cái bếp điện nè các bạn cũng phải chụp, cái sink ở ngay đây của mình cũng phải chụp luôn. Rồi nếu mà đồ nào mà chủ nhà để lại đó, ví dụ như cái này chủ nhà để lại đi, mình cũng phải mở ra mình chụp hết luôn cho nó đầy đủ. Và đặc biệt là cái oven ở đây nè bạn, các bạn phải chụp luôn, tại vì cái oven nó rất là dơ nếu mà người thuê người ta sử dụng, cho nên mình phải chắc chắn là nó sạch trước khi người ta dọn vô, cũng như là cái máy rửa chén đó. Mấy cái tủ này hả, là đây mình sẽ mở ra hết rồi chụp hình đó. Thì giống như cái tủ lạnh này là cái người chủ ta để lại, thì mình cũng phải mở ra mình chụp để cho chắc chắn ở trong nó liên sạch sẽ hết luôn đó. Rồi giống như ở ngoài cái ban công nè các bạn, ngoài ban công nó có cái cửa sổ để mở ra nè, thì Raymond cũng sẽ chụp lúc mà nó đóng, rồi mình cũng chụp một tấm khi mà mình mở ra để cho chắc chắn là cái cửa này nó hoạt động các bạn, cũng như là mở đèn lên như mình nói đó, mình phải mở đèn lên hết khi mà mình làm cái entry inspection. Đó, thì căn bản là mình sẽ đi từ ngoài vô trong rồi mình làm cái kitchen cuối cùng. Thì đó là cái quá trình của cái entry inspection đó các bạn. Thì bây giờ mình làm xong cái inspection thì mình sẽ đi về văn phòng, rồi mình sẽ làm cái report để đầy đủ những cái thông tin hình ảnh, rồi mình sẽ gửi cho những cái người thuê mới, rồi mình cũng gửi cho chủ nhà luôn. Đó, thì cả cái quá trình mình chỉ giải thích sơ sơ thôi, nhưng mà sẽ có rất là nhiều hình chụp, rất là nhiều Raymond chụp hình rất là nhiều, ok. Thì đó, tenant khi mà người ta dọn vô
tenant của cái căn hộ này sẽ dọn vô ngày mai. Thì khi mà người ta dọn vô đó, người ta Raymond gửi cho người ta cái bản report của cái inspection ngày hôm nay, thì người ta sẽ có 14 ngày ở trong đây. Rồi có những cái gì mà mình người ta thấy những cái gì nó bị hư mà nó không có nằm trong cái bản cái report đó, thì hả, người ta sẽ ghi vô rồi người ta gửi trả lại cho mình, gửi trả lại cho Raymond đó. Thì cái đó là cái quyền lợi của người thuê. Nếu mà ta không ghi cái gì hết, có nghĩa là người ta đồng ý với tất cả những cái thông tin ngày hôm nay mình làm đó. Thì cảm ơn các bạn đã coi cái video này. Thì nếu như các bạn có những cái thắc mắc hay những câu hỏi nào liên quan tới bất động sản hay liên quan tới cái video này thì cứ liên lạc với Raymond ha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong video tới.